Sài Gòn Quảnh Hiêu đó, cái thành phố Sài Gòn á, Quảnh Hiêu, nhưng mà ổng không nói lúc nào, tháng nào, năm nào. Ừ. Thì mình cũng đọc ý nguyên văn là Sài Gòn Quảnh Hiêu, Bạc Liêu tiệt gốc đó, là tiệt gốc, là nói ra như vậy mình hiểu tiệt gốc là cái tai nạn khổ sở thôi, gồm chung vậy thôi. Một là dịch bệnh nè, hai là chiến tranh nè, ba là đói khổ nè, là bị gì mình làm ăn không có chân chánh, ngay thẳng chân thật đó, thành ra mới bị cái nạn này đó. Mà xưa kia đó, đức thầy mình đó cũng có đi dạo Lục Châu đó, 6 tỉnh miền Tây này đó, rồi ngài có đi qua chợ Bạc Liêu đó, rồi ngài có nói một đoạn văn, mình kể theo nguyên văn của ngài thôi. Ngài nói cái chợ Bạc Liêu nè, chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều thiếu chi. Tức là trong cái chợ Bạc Liêu này đó, nó có dân tộc Việt Nam mình là dân tộc Kinh đó, hai nữa là dân tộc khách trú là kêu bằng Ba Tàu là chợ đó, ba nữa là dân thổ là dân Miên đó, là người Câm, nói bây giờ dễ hiểu là người Campuchia đó. Đó, ba dân tộc này sống trong cái chợ này, nhưng mà làm ăn buôn bán mà không có được chân thật ngay thẳng ha, cũng mánh khóe lường gạt, cân thiếu cân non ha, mà nói có ổn nói chung đi, thành ra không có mít lòng ai, làm ăn không chân chánh ngay thẳng, thành ra cái chợ này đó, ngài nói là cái chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều xíu chi. Thành ra hôm nay nó giảng xưa mới đạt cập đó là Sài Gòn Quảnh Hiêu Bạc Liêu là tiệt gốc đó. Như vậy mới dướng cảnh khổ này, mà tai nạn cảnh khổ là đói nè, đau nè, bệnh tật nè, rồi là chiến tranh nè, bệnh như vậy đó, như vậy mới là tiệt gốc. Còn Châu Đốc là dở dang đó, cái chợ Châu Đốc sao lại dở dang là sao? Cái này mình chỉ xuyên qua đọc như bữa hổm á, là tôi đã đọc giảng xưa Phật Thầy Thế An cũng có tiên tri qua một khúc đó, ngài nói là thì vậy là tới Nam Giang đó, là thương mấy cậu quần tha vớ giày áo mết, đến chừng kia đó khóc kéo la kéo lết, còn chi đâu mà áo mết vớ giày, thảm thương ta thay Châu Đốc nặng tay, đến chừng đó mới dĩ thành vô thị. Dĩ thành là có thành, có kêu bằng thành phố Châu Đốc, nhưng mà vô thị là chợ, thị có nghĩa là chợ, tức là có chợ nhưng mà không ai nhóm, kêu bằng không chợ đó quý vị. Đó cái cảnh khổ, nhưng mà cái cảnh khổ này về chiến tranh hay về dịch bệnh hay về như thế nào đó là tôi không có biết nha, nhưng mà ông nói vậy thôi. Ông nói thành ra cũng có cái tai nạn nên nói lên đây để bà biết cái tai nạn vậy đó. Rồi Châu Đốc là dở dang, rồi Tân An không chủ đó, cái chợ Tân An nữa sao là không có chủ, không ai là đứng lên làm chủ, bởi vì cái tai nạn chiến tranh dịch bệnh khổ sở đói khó, rồi bà con mình khổ sở quá rồi, cũng như dịch bệnh rồi ai nhóm chợ đó, đó như cái thời gian kỳ rồi đó đó. Thì nói dở dang, tôi nói dở dang thôi, nhưng mà chỉ chia sẻ bà con xin chút xíu là cũng có tai nạn gì đó, thành ra mới dở dang, thành ra mới không có chủ đó. Rồi chợ Thủ vắng người đó, cái chợ Thủ á vắng người, chợ Thủ là nó có hai chợ Thủ, là chợ Thủ là bên quận Chợ Mới, mà chợ Thủ Dầu nữa, thấy không? Thành ra ổng là chợ Thủ, mình không biết chợ Thủ nào, nhưng mà chợ Thủ nào đi nữa là cũng bị cái tai nạn đó, chiến tranh hay dịch bệnh hay đói khổ gì đó, mấy có như vậy, mấy vắng người, thấy không? Vậy mình nói phớt phớt cho bà con mình nghe thôi, chứ tôi không có định là cái gì, nhưng mà cũng có cái tai nạn, nhưng không biết tai nạn gì đó, chỉ chia sẻ phớt phớt cho bà con mình hiểu đó là cái cảnh khổ ra, để cho bà con mình để mà thức tỉnh tu hành đó. Nó vắng người đó. Rồi tháng 9 30 có thuyền Bát Nhã đậu tại chợ Long Châu, đậu chợ Long Châu đó, là cái cảnh này đó là giảng xưa cũng nói cho mình biết là cái cảnh nhà láng sao lại vui đẹp đó, như giảng bậc thầy cũng nói đó, cảnh nhà sáng sao thì vui đẹp, là cái cảnh chỗ này là tu hành nhiều, thấy không? Chợ nhà láng lại là cái gốc của hoa Đức Cô Quảng. Cái gốc chiến tranh Pháp tại đó. Rồi nghĩa là ngài vắng bóng thì có ông hai Nhu là con của ông Đức Cố ở tại núi Láng đó, chùa Láng đó, ở tại chùa Láng đó mà trụ trì cái chùa đó, rồi là để dẫn dắt một số tín đồ để tu hành theo đó.
cũng như ông ba Nguyễn Văn Thới. Đó, ông ba Nguyễn Văn Thới này là đệ tử của ông hai, ông hai Nhu á. Rồi sau khi ông hai tu tại đó rồi mới là ông ba mới thọ giáo với ông hai Nhu, rồi mới tu hành. Thì ông ba nó mới tu hành, ông đóng cửa tu 3 năm thì ông mới liễu đạo, ông mới là đắc được cái chân pháp của Đức Phật thầy đã dạy. À, cũng có nhiều bà con nói đức ông ba là đệ tử ông hai, đệ tử đức Phật thầy Thái An, nhưng mà sự thật không phải. Tôi đính chánh lại là ông ba là đệ tử của ông hai Nhu. Thành ra ông hai, ông ba khi mà viết ra bốn tuồng đó thì chính Phật thầy Thái An mượn ông tay ông ba Thới viết ra gia chính bổn. Đó là ngài cũng một bậc liễu đạo trong cái phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó, căn gốc của Bửu Sơn Kỳ Hương. Rồi á là như nhờ như vậy á, mấy cảnh nhà láng ngày sau vui đẹp mà Phật thầy đã nói qua một cái đoạn lúc trước đó. Còn á, bây giờ là cái sao giảng ngày xưa bây giờ thì nói tháng 9 30 có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Đó là Đại Long Châu là cái chỗ là đó Phật trời đem đến cái sự hiền lành để cho cái xứ Long Châu đó. Thiền Bát Nhã là đó đậu sẵn đó, để tới khi mà có tai nạn rồi đó thì thiền Bát Nhã để cứu vớt những người hiền. Đó, theo tôi hiểu là vậy đó. Đó, để cứu vớt những người hiền, để sau này để mà đem vô bốn con thẻ để mà được sống một cảnh là không có tai nạn, mà để đến ngày dự hội để về là dự hội hôm qua mà để sống qua đời sơn quân thế đức. Rồi Bến Tre thảm sầu đó, ổng nói cái chợ Bến Tre là sau này gặp cái cảnh thảm sầu đó, mà thảm sầu về cái chuyện gì mình cũng không biết nữa, nó thảm sầu thôi. Nhưng mà sao tôi đổ rằng cái bị gì chiến tranh rồi khổ sở, bị gì dịch bệnh mới thảm sầu, bị gì đó khác mới thảm sầu. Đó là kể qua những sự khổ đến cho cái chợ đó không à, cho bà con mình không có tu không à. Chứ những người tu hành thì có thần độ rồi, sao khỏe tôi yên tâm rồi không có sao, mà cái người không tu á sau này thảm sầu lắm. Rồi Mỹ Tho là hữu phước, đó là cái giảng xưa cũng nói đó, chứ cái chợ Mỹ Tho hữu phước, chứ hữu là có, phước là phước tức là có phước. Cái chữ phước này đó có nghĩa là gì? Chữ phước là cái chữ may mắn. Mình tu mình bố thí thì được cái phước, cái phước đem lại sự may mắn cho mình, gặp cái tai nạn gì thì nhờ chữ phước này nó che chở, nó đỡ không có tai nạn đến mình, là cái chữ phước, là chữ may mắn. Đi làm ăn mà cũng có được cái gặp sự may mắn, đó là mình có cái phước đó quý vị ơi. Nó chữ phước là chữ phúc, cái phúc để mình hưởng cái cảnh mà không có tai nạn, không có bệnh hoạn, không có ốm đau, không có giặc giả, không có chiến tranh, không khổ sở. Đó, chữ phước là chữ phúc, mà chữ phúc là cái chữ phúc là chữ may mắn cho cái người biết tạo phúc. Theo tôi hiểu như vậy, xuyên xương vậy. Còn Trà Vinh là khóc mướt. Đó, Trà Vinh là cái chợ Trà Vinh đó. Sau này đó cũng khổ lắm. Bị khóc mướt. Khóc mướt là cái gì? Thì ổng không nói cái gì, nhưng mà tôi độ là cũng bị chiến tranh nè, dịch bệnh nè, đói khổ nè, mới có cái xảy ra cái sự thảm sầu mà khóc mướt ha. Chứ ổng nói là khóc mướt thôi, chứ ổng không nói không có cái gì, nhưng mà tôi độ vậy thôi. Còn là lớn nhỏ lâu sau nè, ráng chạy cho mau vô chùa mà trốn nè. Đó, tỉnh đó là bị cái tai nạn gì mới chạy lao sao vô chùa mà trốn đó. Cũng như trong Ba Chúc đó, miên nó rượt nó chặt rồi, nó xuống nó giết rồi vô chùa mà trốn. Mà trong chùa đó có cái hầm, có cái hang dưới, xuống dưới cả trăm mấy chục người đó, bể lánh miên. Thì cái này á, cái Trà Vinh này á, khóc mướt là nhớ lớn nhỏ lao sao ha. Rồi xúm nhau mà chạy vô chùa mà trốn đó. Là cái cảnh khổ sở, cái cảnh là thê thảm đó, mình đã mới đi trốn đó. Cảnh đó là cảnh không yên, cảnh thảm sầu đó quý vị ơi. Cho quý vị biết là cảnh là Trà Vinh sau này thảm sầu lắm, khổ sở lắm. Rồi chợ lớn lao sao, ráng chạy cho mau vô chùa mà trốn. Nó nói về cái chợ lớn nữa, chợ lớn là chợ lớn, lớn nhỏ lao sao
sáng chạy cho mau vô chùa mà trốn, Cần Thơ hết vốn. Ông nói là cái tỉnh Cần Thơ này đó, bây giờ hiện tại bây giờ là giàu có vậy lắm, nhưng mà sau đây không biết bị cái trận gì đó mà hết vốn đó. Thôi mình chỉ nói sương sương vậy thôi. Rồi hết gạo hết tiền, hết vốn mà lại hết gạo, thì đó là cái cảnh khổ, cái cảnh mà bị chiến tranh, bị là đói khát, thành ra mới khổ, mới hết tiền hết vốn, thấy không? Mà hết gạo hết tiền luôn. Rồi tại tỉnh Long Xuyên, ghe thuyền không bến, nhà giàu nhà có, chẳng có cơm ăn. Rồi tại tỉnh Sóc Trăng, sóng thần nổi dậy. Đó, cái tỉnh Sóc Trăng sau này á, cái sóng thần nổi dậy đó, là cái tai nạn khủng khiếp lắm nghe quý vị. Là người ta chết chóc không biết bao nhiêu, xà già cửa là sập hết á. Theo cái sự sóng thần ở Indonesia năm đó, đó sẽ chết biết bao nhiêu người. Sóng gió mà, cái gió mà thấy 120 km/h số giờ đó, nhà cửa nào còn. Thành ra sóng thần nó gió nó sụp đất mà lại là sóng là cái là lên 10 thước đó. Sóng 10 thước còn sóng bề cao đó. Rồi gió nó gió là 120 km/h số giờ đó. Thành ra khổ lắm, chết chóc dân tình ở tỉnh đó là chết nhiều lắm. Tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy, ruộng không người cấy. Đó là cái cảnh này khổ lắm, khổ thảm hơn mấy cái tỉnh kia dữ lắm nghe. Nó ruộng không người cấy, nhà không nhà nhà cửa quạnh hiu, ruột thắt trăm chiều. Đó, nhà cửa quạnh hiu không ai ở nữa đó. Mà ruộng không người cấy, nhà cũng quạnh hiu. Rồi con kêu cha mẹ nói qua rạch giá. Đó, khổ sở mà tới mà con mà lạc cha lạc mẹ mà đi tìm kiếm kêu cha mẹ đó. Con kêu cha mẹ nói qua rạch giá, tỉnh ấy bất hoàng nhưng mà bình an. Nhưng bất hoàng mà không biết nghĩa bất hoàng là sao. Rồi nhưng mà tỉnh ấy bất hoàng, mới khởi đao binh, muốn khỏi đao binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa. Đó là ông cho hay chợ là rạch giá đó. Tỉnh ấy bất hoàng nhưng mà bình tĩnh, mới khỏi đao binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa. Đó là cái tỉnh Rạch Giá mình đó, sao cũng bị cái cảnh khổ nữa đó quý vị ơi. Thành ra bây giờ mong tôi nói chia sẻ bà con nhiêu đây thôi, chứ tôi không dám cắt nghĩa nữa, bởi vì cái chỗ nào mình không biết thì mình không dám, chỉ đọc qua nguyên văn của ổng thôi. Rồi ổng có nói á, ổng có Phật có nói á, Đức Thầy mình có đi dạo 6 tỉnh miền Tây, cho nên Đức Thầy mình có tiên tri. Nhưng mà cái tiên tri này á, ít có ai mà hiểu lắm, bởi vì cái chuyện tới rồi mình mới hiểu, chứ chuyện chưa tới không hiểu. Ông Phật nói là cái chuyện tới rồi mình mới hiểu. Như ông nói Rạch Giá chợ nọ Thôi Lôi, gần nơi gian biển mà cá mồi nhiều hơn. Hồi đó cái nhà cửa quán xá đồ hầu lầu phố người ta cắt trên đất không hả? Mà ông sao ông nói Thôi Lôi? Nhưng mà trải qua 80 mấy năm rồi, thì bây giờ mấy năm nay nè, cái chợ bây giờ Rạch Giá nó đắp nền ra ngoài biển đó. Hả? Nó lấn biển rồi, nó cất nhà nó ở rồi, cất làm là quán bọng đồ ở ngoài mấy biển luôn. Thành ra ông tiên tri là Thôi Lôi, bây giờ là thiệt là Thôi Lôi đó. Đó ha, thấy Phật nói không? Phật tiên tri cái gì là không có sai, có hết. Nhưng mà tại vì chưa tới thời kỳ ra mình chưa biết thôi. Rồi tới thời kỳ cái mình biết liền, là nó thấy tới biết liền. Đó. Cũng như là ông nói là tiên tri, những cái chuyện của thầy của Phật tiên tri là có hết, nhưng mà tại vì cái cảnh đó, chưa tới đó, thành ra mình nữa là chưa có hiểu, mà tới rồi cái mình hiểu liền. Ông nói chợ Rạch Giá chợ nọ Thôi Lôi, gần nơi ven biển mà có cá mồi nhiều hơn. Thành ra cái chợ hồi đó người ta ở trên đất liền không à, đâu có Thôi Lôi. Nhưng mà bây giờ đó, ta lấn ra biển, ta đắp nền ra ngoài biển rồi, ta cất nhà, cất quán, cất bọng này kia tùm lum hết trơn. Thành ra Thôi Lôi là vậy đó, nằm ngoài biển luôn, Thôi Lôi ra tới ngoài biển luôn. Thành ra tôi cũng chia sẻ với bà con một phút chỗ này, mà cả giảng xưa cũng nói đó, cảnh tạm cứ hiệp tan tan hiệp, đời mê luôn còn mất mất còn, quá địa cầu còn phải suy mòn, huống chỉ là vật ở trên mặt đất, sớm ôm giữ cái nhiệt chiều lại mất, nay còn đây mai lạc nơi nào,
có khác gì là cảnh chim bao. Sao chẳng để trí vào suy nghiệm, tìm lối sống thanh cao màu nhiệm, an lạc hơn vĩnh viễn thêm hơn. Không hư mòn cũng chẳng mẹ khờn, buồn thám chẳng ghét hờn cũng chẳng được. Hạnh phúc thái bình chắc chắn, không sợ ai tu ngăn tuổi xanh. Người vui lành cánh cũng vui lành, không các việc các cuộc giật dành giết hại. Những điều này ở trong nhân loại sống như vậy hạnh phúc phải chăng? Thành ra bây giờ cũng xin chia sẻ bà con một khúc giảng xưa nữa, mà giảng này là nói cái cảnh tạm, rồi nói cái người tu hành, người biết tu á mới có hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Còn người không tu để cái xác mình thúi sình rồi á, ở ngoài đời không không có tu á, thì lỗi với cha mẹ ông bà. Mà không cứu được bản thân mình thì làm gì có cứu được tổ tông ông bà, cha mẹ. Làm gì được cho cha mẹ được vui lòng để đền đáp chữ hiếu đó. Mà qua giảng nói như sao đây? Chớ để đến thui sình mất xác, lỗi công sanh phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại kiếp người khó thay. Làm người được là mai muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tất là sẽ đặng trở thành Phật tiên. Và các chỗ khác á, thì Ngài còn nói với mình như vậy nè. Ông nói tiên giới tục dính liền trái mặt, để dày phàm mà lộn lại là tiên. Thành ra quá, chia sẻ cho bà con một khúc gì đó. Nếu mình không tu thì mình lỗi với cha mẹ ông bà. Rồi mình bỏ xác này rồi, xác mình chính mình không cứu được mình, làm gì mình cứu cổ quyền tổ ông bà mà được. Thành ra mình bất hiếu với cha mẹ ông bà. Rồi kiếp sau mình chìm đắm trong cái bể sanh tử luân hồi, nó khổ lắm. Thành ra mới chia sẻ với bà con chút. Mà cái thời kỳ là bà con á, rất có phước, vô phước mà có phước. Vô phước là sao? Vô phước là gặp cái đời chiến tranh loạn lạc khổ sở, cái tuổi thọ không có cao, sống chỉ còn trăm năm mà, cho cao lắm là trăm năm thì chết rồi. Mà sống trong cảnh đời tạm này đó thì sống nay ốm mai đau ha. Nay thì khó ăn, mai mốt đó thì gặp làm một trận thì là lỗ lã cái nghèo khó đó chứ lợi. Cảnh thế nó vậy đó. Chứ giàu chưa phải như vậy đó. Mà giàu để hưởng tới cái đời mình chết đâu. Cái đời này nó ngắn ngủi lắm. Thấy giàu đó thì bỗng lợi nghèo đó. Thấy nghèo đó đó thì có một cái ráng tu hành, thì có cái cha trà Phật độ thì có mà ngăn cái gì cái phất lên giàu lại. Mà ông nói đó, cái chỗ đời là nó vô thường như vậy đó. Mà Đức Thầy có minh định xác minh cho mình biết như vậy. Nó giàu sang như thể trên nguồn. Gặp cơn mưa lớn nó tu một giờ. Cơn mưa lớn là cơn cái gì? Đó, thằng Urana đó. Thằng Nga đó, quánh Urana đó. Ba bốn thằng đầu rồi. Thầy nói là gặp cơn mưa lớn nó tu một giờ chứ chưa có được giờ nữa. Nó pháo nó thụt qua, tên lửa thụt qua, nó chưa tới một giờ đó là cái lầu phố đó, nhà cửa gì tanh banh hết trơn, nó đâu có tới một giờ. Cái đó là mưa bom, mưa đó là mưa bom, gặp cơn mưa lớn nó tu một giờ đó mà chưa được giờ nữa. Là cái Urana bây giờ cái thành phố là cái nhà lầu nhà bên đó là cái chỗ nào mà nó thụt là tanh banh hết, ba bốn tầng, hai ba tầng gì
đổ sập hết đó. Một cơn mưa lớn rồi nó tuôn một giờ đó, thành ra bây giờ thấy giàu vậy đó, rồi chụp cái tiếng canh vậy là của tiền không có đem theo được nữa. Rồi bây giờ nhỡ hàng cũng không lấy được, vô tài khoản lấy được nữa, nhà thuộc tanh banh hết trơn rồi. Bây giờ chỉ có tiền vô nhà được nhiêu đó, vàng này cắt nhiêu đó là gom rồi dưới quần áo chạy thôi, chứ xe cộ cũng không đem chạy theo được nữa đó. Rồi tài sản gì cũng bỏ đi hết đó. Rồi có người mà ta tiếc của tiếc cải ta không có, có đi, bởi vì nhà hai ba tầng mà sống đầy đủ đương nhiên à, ta còn tiếc nhà tiếc của, không đi thì chúng cái là một bữa hai bữa sau cái bơm sụt lên đó là nguyên nhà sập chết, sập chết nhà trong đó hết trơn. Rồi cái là tan cuộc thì là chính quyền ta mới đem lại xe móc lại cẩu ra thì chết hết trơn, thì có khi sống được người mà người nó cũng bị thương bị tật chứ không phải nguyên dạng đó. Thành ra cảnh sống nó đau khổ vậy đó. Thì tôi chỉ nói cho bà con thấy cái cảnh đó đó. Bây giờ bà con bắt lên đài đi, hay trên mạng nữa coi, thấy cảnh nó thảm sầu, nó thê thảm lắm. Có người chết không có còn toàn vẹn thê thi, nó có số là không toàn vẹn thê thi, bị bom đạn nó thảy cái là tanh banh hết trơn. Thành ra cảnh khổ vậy đó, đâu phải giàu và hoài đâu đó. Cái thế gian này nó hay cái dời đổi, hay biến thái như vậy đó. Thành ra tôi nói ra đây để bà con hiểu chỗ này, mà giàu giàu đi nữa cũng lên thức tỉnh ăn chay niệm Phật tu hành. Giàu mà biết tu đó là nó cũng quý lắm, mà nghèo biết tu nó cũng quý luôn nữa, cái nào cũng quý hết á. À, biết tu là quý hả? À, biết tu là Phật thương rồi, thần độ à đó, lời tu minh định xác hạnh rõ ràng vậy đó. Mà qua lời như ông thánh ổng nói một đoạn giảng nữa cho bà con để nghe, để mà ngẫm nghĩ cái cuộc thế gian này như thế nào. Ông nói nè: cuộc trần thế khuyên ai hãy gẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp, sang cho mấy cùng thì một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, cái tuổi xanh đeo đuổi kiếp con người, thần tứ đại có lấy chi mà làm chắc, kẻ sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mày đâu chắc được. Nó thấy không, thêm nỗi bệnh nỗi già phất phược, sống trên đời sống được bao lâu, mới mài xanh kế lại bạc đầu, rồi kế đến hoàng khâu một năm. Ôi tam thôn khi thiên ban dùng, nhất đáng vô thường dạng sự hưu, nhất muôn đều muôn việc gì đều mang lấy tất hơi, hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt, nào của cái vợ con tài vật, nhắm mắt rồi nắm lấy tay không, nghĩa tàu khang có kẻ chẳng bền lòng, đành cái tiếc dạ mong chồng khác, bỏ con dạy mặt đời hình phạt, cái cuộc đời nghĩ thật buồn tình, hết mê danh mê lợi mê tình, toan mượn thu và làm phong cảnh, gắm cuộc thế vui gì mà ham tranh cạnh, thêm gây tình vợ vợ với con. Thà sớm hôm vui thu nước non, chiều niệm A-di-đà Phật, mong giải thoát tránh xong đường vật chất, sổ luân hồi yếm cụ với hành vi, ở thế gian nhiều tiếng thị phi, về cực lạc từ bi hỷ xa,
qua biển khổ thì mượn thuyền bát nhã, rửa bụi trần mượn nước má, nguyện sao thoát chúng ta bà về tịnh độ vui miền cực lạc. Hả? Bây giờ tu nó dễ chứ không có khó đâu, nhưng bà con ở ngoài chưa bước vào đường tu thì tu nó khó, nhưng mà bà con mới vô tu sẽ khó, nhưng tu rồi á mẹ vô dòm theo kinh giảng của thầy đi, thầy chỉ dạy nó dễ tu lắm. Mà thời kỳ này á là thời đã đá của Phật nữa, mà Phật nói đó thời mạt pháp trời Phật xá tù, niệm Phật một tiếng mà Phật bù cho 10 câu như vậy đó, tu ít mà được nhiều. Cái thời gian đại trá của Phật trời rồi mới có cái cơ hội này, mà đức thầy nói là muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ quân mới xác định khai kỳ long hoa, khai kỳ long hoa mà mình co ba con mình á, cái thế gian này tu ít quá nên Phật mới là xả cái khuyến khích cái phép tu cho mình, là tu ít mà được nhiều như vậy. Mà cái cơ hội là cơ hội chót, mà bà con không đáng tu là không có cái cơ hội nào mà mua một tặng 10 hết trơn. Bà con thấy cái vật thế gian này bán thôi mà không có khuyến mãi một mà tới 10 như mình nghĩ gì đâu, như Phật ban sát cho mình đâu. Cái thời kỳ này cái thời gian các bà cái kỳ gián tu là có phước lắm, mà mình không tu kiếp này thì kiếp sau không còn nữa, không còn kiếp sau nữa. Mà bởi vì thầy có nói rất nhiều trong cái kinh giảng của ngài đó, hãy chỉ một kiếp này thôi, tu mà không về Tây Phương được á thì kiếp sau là đánh đọa linh hồn ra ro bụi hết trơn, rồi không còn đầu thai nữa. Mà minh định xác minh qua đời, đức thầy đã nói nè, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, dứt mê độ mới dứt cuộc luân hồi, thoát mê độ mới dứt cuộc luân hồi, chỉ một kiếp này thôi đó. Mà qua cái lời giảng xưa ngài cũng nói đó, là ngài nói là tu mau cỡ trở người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi, công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thâu cho lắm lại càng khổ thân, rồi đây tách biệt dương trần hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu, chi bằng tức tỉnh tu mau, kịp kỳ long hội mới cùng nhau xung dậy, cùng kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn, mau mau nhẹ bước xuống thoàn tò đò chiều chiến chót rước toàn người tu đó. Chỉ rước người tu không có gì đâu, người không tu là không có rước được. Thành ra bà con thức tỉnh ở chỗ này, nghe mà thức tỉnh ở chỗ này, người tu Phật mới rước, người hiền Phật mới rước, người trung hiếu Phật mới rước, đó là cái dạng người hiền lương không đó Phật mới rước. Còn cái hung dữ rồi sau này là Phật không rước là chết hết đó. Mà để đọc thêm một có câu nữa, vài câu nữa cũng giảng xưa đó, mà là giảng xưa cũng nói đó, là tu mau cỡ trở người ơi, long hoa hội trường thi đã mở rồi, đã an bài hết rồi, còn cái tới thời kỳ là ông ra cái pháp màu đó là xong, cái pháp sẵn trơn rồi, chỉ ông an bài nữa là xong rồi đó. Cả cho ông biết đó, long hoa hội trường thi đã mở rồi, đạo sát trường tồn khi đổi kiếp, gian tà đào thải kiếp thay đời, sớm tu giúp ích cho nhân loại, đặng có phước đức để dựng tình thương khắp mọi nơi. Rồi ngài nói thêm là chiến chót đò chiều gần tách bến rồi bà con ơi, nếu bà con chần chờ lỡ dịp ắt chơi ơi là không có thi xuống thì được, thì không có chiến đò nào nữa mà tu. Bởi vì á, cái bế giác sáng mình trễ đò đó thì mình còn giác chưa, giác chưa mình trễ đò thì còn giác chiều, mà giác chiều mà để trễ nữa đó, thì không còn chiến nào nữa hết. Nói thật sự thật câu nó lên như vậy đó, là bà con mình nên nghiêm xét cái chỗ này mà tu hành cho sớm, mà nếu tu hành rồi là tu hành cho nó dũng mãnh lên, cho nó lẹ lên đó, mà thầy đã khuyến khích như vậy nè. Mau mau kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này thôi à, là hết rồi. Mà ông nói tu kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm thiên hùng. Bây giờ chia sẻ với bà con qua giảng đức thầy mấy câu này nè, mấy câu này ngài dạy chính xác nè, dễ tu lắm, dễ hành lắm, tu làm theo mấy câu này là thành là mình được dự hội long hoa, sống qua đời sanh luôn. Mà nếu mà tu hành cái pháp này mà kèm theo giáp pháp của Phật là được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà luôn đó. Ngài nói đó, ta là cư sĩ ở canh đèn lo nghề cài cuốc cúng chiên tu hành, nhưng mà có điều ổng nhắc mình nè,
xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục tâm mà lìa khỏi mê, chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Kính thưa bà con, tu tới mà ổng kiếm mình về là mình là bậc hiền lương rồi đó, là thầy mới rước gì mình đó, là người lương thiện về Tây Phương là mình ngon lành rồi đó quý ơi. Đó, từng đó là mình về Tây Phương được là mình ngon lành rồi đó. Đó tu bao nhiêu một khúc đó thầy dạy thôi. Thân ti còn tục mà tâm lìa khỏi mê. Cái xã hội này không mê, không đắm, không ham, không thích cái món gì hết, để cái tâm mình trống lỏng, để giữ cái tâm thanh tịnh niệm Phật và rồi đúng pháp của là tam thế Phật chỉ dạy, là ba đời Phật mà là ba đời giáo chủ dạy tới bây giờ là tam thế Phật đó. Là một là giáo chủ Nhiên Đăng Cổ Phật lập hội Liên Kỳ Sơn, hai là Linh Sơn Hội là Đức Phật Thích Ca, ba là Đức Di Lạc, là tam giáo chủ dạy y gan vậy, không có Phật nào dạy khác nữa hết. Rồi bây giờ xin trích lục của cái đoạn giảng của thầy nữa nha, bây giờ mình đọc giảng của thầy đi. Căn cứ vào giảng của thầy mình đọc là một câu là ông khuyên dạy mình, một thì chỉ cái tai nạn cho mình, đặng mình sợ mình đó tu, chứ không tu là bị hùm tha sáu bắt, không tu bệnh đói, bệnh nghèo, bệnh khổ, bệnh dịch bệnh, rồi bị nhà tan cỡ nát, bị chiến tranh khổ sở. Rồi ông chửi cái phương pháp cho mình tu luôn, mà tu theo cái phương pháp của Đức Thầy chỉ dạy là tu gắn ngọn lắm. Đây là nước cốt mà ông mà thầy đã rút gọn trong kinh của ba tạng kinh của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, ngài chỉ dạy cái nước cốt cho mình tu là chỉ thẳng vào nhân tâm kiến tánh thành Phật, gắn gọn nhiều đó thôi, chỉ thẳng vào nhân tâm để mình kiến tánh thành Phật. Móng dạy nè, vừa chỉ cái tai nạn cho chúng sanh, vừa khuyến khích mình tu hành, có sự có lý duyên dung. Lời Đức Thầy dạy là tuyệt đáo quý vị ơi, không có gì Phật nào mà lãnh năm mà xác định như cái kỳ chót này mà Đức Thầy đã chỉ dạy đó. Thầy đã nói nè, ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, tuy lưới trời xưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ, tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tính mới là mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Rồi ông khuyên mình chỉ mình á, tu hành niệm Phật rồi còn làm phước nữa. Thầy mới giải thêm nè, kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là, làm hiền lành hơn tụng hãy tưởng Phật hài hơn ra. Rồi ông chỉ dạy cái phương pháp cho mình là tu là phải tu hiếu, tu niệm Phật rồi tu hiếu rồi tu phước, đủ thứ cái phương pháp tu cho mình đầy đủ hết. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, vẹn mười ân mới đạo làm mà con, lúc sanh xong chớ nên phụ bạc. Đó, nó mình dạy cho mình đủ phương pháp hết để tròn cái đạo nhân, để được sống ở đời sanh quân sanh đức, mà tròn cái câu niệm Phật để cho mình giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Ca Di Đà. Dạ, vậy thì kính thưa ông Chính, vừa qua thì cũng đã trên dưới 40 phút. Vậy thì mong Chính chốt lại cái đề này, tức là bà con ở những cái chợ này
có sẽ gặp những cái nạn tai này, và bà con ở cái chợ này nên phải làm sao nếu như mà nghe được cái đoạn clip này, mong chính chia sẻ giúp. Thì kính thưa chị bà con, nãy giờ cũng chia sẻ với bà con những cái tai nạn ở chợ chợ đó đó. Bà con nghe tôi đọc rồi cũng nhớ cái chợ mình sau này thì sẽ có bị cái cảnh thảm sầu là khổ sở vậy đó. Thì bà con mình nghe cái clip tôi nói rồi, mà cái chú Hiếu cũng có hỏi giùm bà con cái là nếu mà sau này không biết thời gian sau bao lâu, tôi không giảng kinh không có nói tháng nào năm nào. Nhưng ổng nói vậy mình nói y gan như ổng thôi, chứ cái chuyện này nói chứ cũng chưa đến, cũng chưa biết tháng nào năm nào. Thành ra chú có hỏi coi những cái chợ đó gặp tai nạn với bà con người ta nghe nói ta sợ để ta muốn tu hành, nhưng mà tu pháp môn nào mới vượt khỏi cái cảnh tai nạn đó. Thì thành ra bữa nay tôi cũng sự thật thì nghe chú hỏi tôi mới nhớ lại cái lời thầy dạy. Bây giờ khuyên bà con hãy trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là cái pháp môn niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi chuyển niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc mà thầy đã dạy đó. Di Đà lục tự đã ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì ra gian ra đó. Mình người hiền lành rồi, có tà quỷ ma quá gì dám lợi đâu, mình niệm Phật đi, không có là tà quỷ gì hại. Mà nếu ai có bị là bị tà quá ma quỷ gì hại mà nhập đó thì cứ việc niệm Phật, thành tâm niệm Phật đi. Rồi bà con nào có nằm hay ngủ nằm trên bao thấy mộng mị đó, thì bà con trước khi ngủ là để cái cuốn giảng nhỏ của thầy thôi, bốn cuốn thôi, để trên ngực với quý vị nào ngủ đi. Tôi bảo đảm quý vị là không còn thấy nghe là chim bao thấy ma mị nấy này kia gì nữa hết. Rồi nằm xuống để cuốn giảng lên trên, rồi chắp tay niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật 10 tiếng. Rồi bà con cứ xuôi tay xuống mà niệm Phật hoài thì ngủ luôn. Để cuốn giảng trên ngực ngủ, không bao giờ có thấy nằm trong mộng mị ma quỷ gì hết. Rồi bà con thường cũng niệm tu hành theo pháp môn tịnh độ của Phật Di Đà. Đây là cái pháp môn tuyệt đáo. Cái pháp môn này mà Đức Phật Thích Ca cũng giới thiệu đó, ngài cũng nói đó, qua thời kỳ hạ nguyên mạt pháp thì nếu cái chúng sanh nào sống qua thời kỳ thượng nguyên mạt pháp tu theo mốt pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vì tất cả các kinh sách của Phật đó là chỉ có một cái pháp môn niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, pháp môn là thạnh hành nhất mà thôi. Qua đời hạ nguyên pháp là pháp môn niệm Phật là thịnh hành nhất hơn cái các pháp khác, vì cái pháp này dễ tu dễ hành. Đi mần cũng niệm Nam Mô Di Phật được, cắt lúa cũng niệm Nam Mô Di Phật được, giả gạo hay là nấu cơm hay là bất kỳ mần cái nghề nghiệp gì cũng niệm Phật được hết. Rồi là ngài cũng khuyên mình niệm Phật, ngài nói anh Nhân Ba ông giảng xưa nói ăn cơm niệm Phật nuốt vào, uống nước niệm Phật, chỗ nào cũng tu à, chỗ nào cũng niệm Phật được, vừa mần vừa ăn niệm Phật à, vừa à, đi à, là ruộng rẫy đi đồng bái à, là vừa dân câu răng dưới đặt lợp đất lờ à, bằng các cái chuyện gì cũng vẫn niệm Phật được hết, nó dễ tu dễ hạnh vậy đó. Cái ông lái máy bay trên là hay không mà ông cũng còn niệm Phật được ha. Cái ông mà đánh lưới ở ông lái tàu ông ở dưới nước là ông cũng còn niệm Phật được, pháp tu dễ hạnh thế vậy đó. Thành ra pháp môn là pháp môn tuyệt đáo đó. Thành ra bây giờ mình phải tu pháp môn gió, bây giờ bây giờ có hạn, bây giờ tôi đi thẳng vào vấn đề đi chứ không có nói lòng vòng nữa, bởi vì trời cũng chuyển mưa rồi, thành ra sợ nhiều khi là nó không kịp thời giờ. Thành ra bây giờ tôi nói thẳng vào đề tài mà Đức Thầy đã dạy á, Đức Quỳnh Giáo Chủ và tất cả các vị Phật biết chúng sanh trên thế giới này sau này sẽ nhiều cái cảnh khổ nạn xảy đến cho chúng sanh lắm, nào là dịch bệnh, nào là chiến tranh, nào là đói khát, nào là hùm tha sáu bắc, nào là nước dưng lửa cháy, nào là sóng thần, nào là núi là cháy, thấy không? Thành ra á, ổng Đức Phật á, mấy bài cái pháp hiển linh này, nhiều chư Phật cái bài pháp hiển linh này cho mình, mà đây thôi để nói đi thẳng vào cái vấn đề đi cho nó mau đi, sợ trời chuyển mưa tới rồi. Ngài á có nói là trần gian khói lửa giới đao binh, ổng biết cái cõi ta bà này sau này cái thời kỳ này là phải bị khói lửa đau binh chiến tranh chết chóc nạn hùm tha xấu bắc, bị là bão đục thiên tai địa đủ thứ nạn hết, mà nó cái quả của mình gây tạo mình mà mình phải trả luôn nữa, mà niệm Phật cũng vẫn hết luôn nữa
đó, mà sao mà nó có cái sự mỹ mộng như vậy, mà Đức Thầy đã nói là cho mình biết nè, hầu nào giờ không có tu, làm ác không tu, bây giờ thức tỉnh ăn chay tu hành đi, thì Thầy có nói nè, hiếm chi kẻ vô nghị lạc đạo, chỉ một lòng lòng bảo làm sằng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện đi, bằng tăng chắc giùm, hoài đầu hướng thiện, cải hối ăn năn nguyện với Phật đi, bỏ những cái tội lỗi xưa không làm nữa, không giữ nữa, chỉ làm hiền làm lành, làm hết tất cả cái việc từ thiện, tránh tất cả cái việc diệt độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, rồi ăn chay niệm Phật làm lành đi. Thì Thầy có nói là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp, thiền tay Thầy rước lại non bồng. Đó, Thầy chỉ vậy đó, niệm chữ Nam Mô Di Đà Phật đó là chữ Di Đà của Phật Di Đà dạy đi, rồi nó tan cái chứng nghiệp à. Rồi thiền từ Thầy rước lại non bồng. Đó, là cái đó là mấy người mà chưa tu, mấy người làm ác quá, làm hung quá, ở ngoài đời quá, làm những chuyện tội lỗi, bây giờ không dám tu, bây giờ tôi nói đó, cứ việc thức tỉnh tu hành đi, không có trễ, mà không bao bao giờ là không rửa hết tội được, hết tội tan chứng nghiệp là hết tội rồi. Bởi vì hằng ngày mình có cúng lại, mình nếu tu hành là phải cúng lại, cúng lại thì mình phải có cầu nguyện cho cứu mình thoát tốn, bà cầu nguyện chúng sanh về và cầu nguyện cho Phật Thầy, Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xả tội cho đệ tử tiêu tai, trình sự trí huệ thông minh giấy rất là quá, mình sám hối từ ngày ngày một thời cúng là tắm, một thời cúng chiều là sám hối được 5 lần, rồi buổi sáng 5 lần nữa, rồi buổi chiều 5 lần nữa, như vậy hoài là đó. Mà Thầy đã dạy, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, như vậy đó mới hết tội đó, thấy không đó. Bây giờ đi sẵn rồi tài đi, bây giờ trời không chịu mưa tới, thành ra bây giờ nói đó, thay các chư Phật mới thấy vậy, rồi đó là các chư Phật mới là bài cái pháp hiển linh cho mình nè. Ông nói là Thầy có nói là trần gian khói lửa giới đau binh, ông biết mình thế giới này á gặp cái cảnh khói lửa đau binh chiến tranh chết chóc lắm, rồi chư Phật, chứ chư có nghĩa là nhiều Phật mới hiển bài ra cái phép hiển linh, mà hết phép hiển linh là phép gì thôi bây giờ đọc tiếp mình mới biết, chứ mình chưa đọc là làm sao biết. Chư Phật sớm bài pháp hiển linh cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Cứu khổ là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm thường xuyên cái câu niệm Phật đi, rồi là cái câu cứu khổ đó, niệm Phật thanh tịnh, niệm là giữ lòng thanh tịnh niệm Phật đi, là cái câu cứu khổ qua hết khỏi cái tai nạn ốm đau dịch bệnh chết chóc khổ sở, là sống thần lửa cháy gì đói khát gì cũng qua được hết đó. Chư Phật sớm bài hết hiển linh rồi cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Cứu khổ là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này, là cái câu này là câu cứu khổ cho chúng sanh, chúng sanh đọc đi, rồi có tai nạn gì đọc thì câu niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật đi, thì cái câu này là câu cứu khổ. Cái câu Nam Mô gì là Nam Mô A Di Đà Phật là câu cứu khổ, rồi Vô Lượng Phước. Nếu không có tai nạn mà bà con đọc bình thường, lúc mà ăn sống mà làm ăn, bà con bình thường niệm Phật đi, thường xuyên niệm Phật đi, là được vô lượng phước. Nó câu này có cái công năng cứu khổ vô lượng phước, là cái quả nó lớn lao là vô lượng phước đức, là cái phước đức nó không có lường được, vô là không, lượng là lường, là không lường được cái phước đức, cái câu niệm Phật này. Đó. Diệt nàng tu rỉ hữu thân kinh là cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là câu này diệt cái tai nạn cho mình, diệt cái tai khổ sở, đói đau khổ sầu bệnh tật sống thần, nói gọn chung là hết tất cả các tai nạn gì mà nếu thành tâm niệm Phật thì cũng qua hết. Dạ, cảm ơn chính nhiều hen. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đến đây bị gì thời giờ nó cũng chiếu mưa rồi, thành ra sợ mình ổng mưa gần tới rồi, thành ra bây giờ cũng tạm chia tay với bà con mình. Tới đây tôi xin dứt, nhưng mà trước khi dứt lời tôi cũng thành tâm cầu nguyện Đức Phật mười phương và Hồng Tâm Bảo của Đức Phật Đức Thầy cũng hộ trì cho quý vị được luôn luôn nào cũng tròn đầy sức khỏe, để đủ đầy là cái sức khỏe mà gia đình được đầm ấm hạnh phúc vui vẻ, để tinh tấn tu hành, để sau này để được dự hội Long Hoa để gặp Phật Thầy Tổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ ông Chính ơi, cái chị Đạm Cao mà cái chị mà bữa đó gỡ cho mình mấy cái máy phát niệm Phật đó có gỡ cho ông Chính 1 triệu hen, mà ông Chính nhận rồi, cảm ơn mạnh quân Thích Hiên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, cũng có một số bà con nước ngoài cũng như cô Đạm Cao cô Hởm cũng có gửi tôi có gửi qua là 500 đô, nhưng mà gửi để mua máy niệm Phật để cho những người là già cả không thấy đường, hoặc là
và cả không thấy đường đọc kinh giảng, rồi cho mấy người đó để mà nghe, để mà giáo lý của tổ thầy mà tu hành. Đó là cũng tấm lòng cốt tốt của quý vị ở nước ngoài mà có tinh thần đạo đức, để làm mến thầy, thương đạo mà thương dân tộc mình, để có một số tiền mà ăn khá giả, rồi có số tiền để gửi để giúp đỡ cho bà con. Rồi hôm nay cô cũng tặng cho tôi là 1 triệu đồng. Đây là tấm lòng thành thật mà tôi cũng xin cảm ơn cô, bởi vì thời gian này cũng túng, rồi thành ra tôi cái máy hơi hoài, nó lu bu hoài, rồi tôi có tính định mua cái máy khác mà cũng chưa có mua được, mà hôm nay cô giúp được vậy thì tôi cũng thành thật cảm ơn cô. Và cũng chúc nguyện cầu cho Đức Phật mười phương vào ăn tam bảo, qua lên Đức Phật Đức Thầy thì gia hộ cho gia đình cô được là sống vui vẻ, là sức khỏe là tròn đầy, để ráng tinh tấn tu hành để sau này gặp Phật gặp Thầy đại hội Long Hoa. Và cô cứ tin chắc rằng Đức Thầy mình đi, thầy có nói á, nhiều khi cô bác ở nước ngoài mà tu hành rồi nó xa quá, rồi sợ tới ngày mà dự hội Long Hoa đó, rồi không có xa quá, rồi không có gì được. Quý vị đừng lo, quý vị hiền đi nữa, Phật sai chứ thần rước quý vị về dự hội cho nha, chứ không có sót người nào hết trơn á. Chết thì cũng gì à, mà sống thì cũng là chư thần là rước quý vị về để dự hội Long Hoa hết trơn, không có bỏ sót người nào hết trơn á. Sợ mình không tu á, chứ sợ đừng Phật không rước. Phật bây giờ là Phật đương kiếm Thật Quý Di Đà đứng phóng hào quang mười phương là thế giới để kiếm người hiền lành, mà người nào hiền lành tu hành chân chánh ngay thẳng đi là nữa đó Phật xuống hết trơn, tới thời kỳ Phật rước gì hết trơn. Bà con đừng sợ, thành ra chia sẻ bà con thì vững lòng đi cái việc á, tinh tấn tu hành đạo cho ngon đi, rồi là tới ngày thời kỳ thì Phật rước mình về hết trơn, chứ thần có rước mình về dự hội hôm qua về là sống ở đời thương quốc hết rồi. Chứ đây xin tạm ngưng. Nam mô A Di Đà Phật.